Con chào cả nhà. Chào cả nhà đã quay lại với kênh Gió Đồng cả nhà ơi. Cả nhà ơi, thì hiện tại con đang có mặt ở cả nhà thấy phía sau con, thì chắc có thể là cả nhà thấy là ở nơi đây thì khá là quen thuộc, đó là cái nơi mà của chủ đất thờ Phật Thích Ca ngồi tựa vào hòn đá. Thì cả nhà thì ở nơi đây là ở ngôi nhà của vị thầy bùa. Thì cả nhà thấy là hôm trước con đến, thì cả nhà khi mà con có chia sẻ với cả nhà mình về cái vụ việc mà những đứa trẻ và những cái linh hồn của những đứa khoảng 13-14 tuổi, cả nhà có để ý rằng là cái lần trước đây con đến là khoảng chừng tháng trước, hơn tháng trước, chắc hơn gần 2 tháng gì, thì con đến, con cũng thấy một cái hương linh của một đứa trẻ khoảng chừng 13-14 tuổi đâu đó, tầm đó. Thì sau một thời gian thì đến hiện tại lại nghe ông bà cô bác người ta kể rằng cái vấn đề mà một đứa bé bị ma dắt và giấu lên cái chỗ cái cục đá phía trước ngôi nhà này. Thì cũng những đứa trẻ này cũng có tầm tuổi đó. Và con nghĩ rằng cả nhà, không biết cả nhà có cái suy nghĩ giống như con hay không, là có thể là cái phong linh lúc trước mà con giúp cho đi một đứa trẻ khoảng chừng 13-14 tuổi đó cả nhà, thì có thể là cái phong linh đó đã bị chính cái con quỷ này, chính con quỷ này bắt đi, và đã giống như đã hành hạ hoặc là đã bắt đi cái linh hồn và mang về đây một đứa trẻ. Và sau đó là cũng may mắn là cái đứa trẻ này nó đi đến gần ở nơi đây cùng với lũ bạn của nó. Cả nhà, nếu mà với trường hợp mà đứa trẻ này nó đi một mình, nếu mà đi một mình thì con nghĩ khả năng có thể là đứa bé này sẽ bị chết, vì không ai biết mà không ai báo là thế nào cũng bị bắt hồn. Thì khi người ta lên, là gia đình người ta lên, người ta đem đứa bé về, đứa trẻ này về, thì ngay lúc đó thì nó đã gọi là nó không còn biết gì nữa này. Và trong cái thân xác của đứa trẻ này thì là một cái phong linh nào đó mà người ta bằng mọi cách người ta rất là khó đem về, rất là khó để đem cái mặt, đặc biệt là con trai nha cả nhà. Cả nhà nhớ được trước con đến đã giúp được một vong linh cũng là nam 13-14 tuổi, và cái ngực cái đứa mà bị giấu đó nó tầm khoảng chừng 14-15 tuổi, học lớp 8-9 gì, thì cũng y như cái tình trạng là gọi là bị nó dẫn dắt. Mà cái chỗ dẫn lên đây á, là khá là xa, nó nằm ở dưới mép dưới, nhưng mà mấy đứa trẻ kia nó sợ nó về, tại đi bắt cua cả nhà. Ở bên đây có một cái con suối, cả nhà có nhớ con suối mà chạy ngang chỗ nhà trước cửa có một con suối đó, nhà thì bùa có con suối, thì những đứa trẻ nó men theo cái con suối đó lên để bắt cua, và nó chưa đến lên tới trên này cả nhà, nó còn ở dưới mép dưới, cách đây khoảng chừng vài trăm thước gì ở dưới.
cả nhà biết là loại leo núi thì dài trăm thước nó khác với dài trăm thước mình đi bộ dưới đất, nó xa hơn rất là nhiều. Một bước đi của mình ở trên núi nó bằng gấp 2-3 lần bước đi dưới đất, bởi dài trăm mét ra cũng rất là khó. Và bằng cách nào đó cái vong ở đây đã nhập vào đưa đứa bé và mang đứa bé lên tặng trên này và ngồi trên cục đá và đợi chờ cái điều gì đó. Nhưng mà may rằng là người nhà lên kịp, tìm lên kịp. Và cả nhà, thì hôm trước con đến có một cái điều gì đó, cả nhà thấy khi mà con nhìn thấy là phía trong có cái bóng, có cái bóng lấp ló dưới chân của một của cái vách, và cả nhà thấy một cái bàn tay đó ra chụp con, mà bàn tay hoàn toàn rất là giống con người mình, tay chân thịt thà, rất là bình thường. Con nghĩ á, có thể là vong linh ở đây mượn một cái xác nào đó để vào. Và khi cả nhà này có nghe cái vong linh nó có nói rằng là không chỉ là bắt và những ăn thịt những đứa trẻ, và thậm chí còn nói còn muốn bắt con nữa. Cả nhà biết là vong linh này rất là dữ chứ không phải là một vong linh hiền. Thì cả nhà ơi, hôm nay con trở lại và con muốn mong mình sẽ làm rõ mọi chuyện rõ hơn cả nhà. Cả nhà đi cùng con nha cả nhà. Cả nhà đây, con ghé đây, con đốt nhang đây cái cả nhà. Cái nhang chỗ bàn thờ của Phật Thích Ca. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Con cầu ngài Phật Thích Ca, thì hôm nay con đến đây, trước tiên con xin thắp cho ngài ba nén hương để cầu mong sự bình an và mọi điều tốt lành đến với con. Con cầu cho tất cả những vong linh, những oan hồn, những chúng sanh Điều sớm sẽ giác ngộ và buông bỏ để sớm được siêu thoát. Còn những người đang trong cái bể khổ luân hồi thì cũng sớm được đấng bề trên gia hộ giúp đỡ cho thoát khỏi những khổ đau kiếp nạn của đời người. Nam Mô A Di Đà Phật. Đi cả nhà ơi. Cả nhà ở đây nhìn vô trong thấy ngôi nhà trống nè cả nhà. Thì con cùng cả nhà đi vào trong. Mô Di Phật. Để con đọc cái tay. Thôi, đi vô, cầm về đi vô. Nó khó chứ cả nhà. Nam Mô A Di Đà Phật. Chỗ này càng ngày càng âm u. Cái nhà thấy dường như càng ngày càng cây cối nó càng lên mịt mù thêm, càng ngày càng khó đi vô cái đường mòn, càng ngày càng cây cối nó mọc quýt hết rồi cả nhà. Cái máy đây cái.
con đi đốt nhang cái nghe cả nhà. Máy không đứng được. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con cầu Phật tổ Phật Tây chư văn cô thần chư vị sơn thần chư vị đất đai nhân trạch ở đây. Hôm nay thì con có trở lại ngôi nhà này thì trước tiên xin thắp ba nén hương để cầu đất đai nhân trạch thổ thần thổ địa những ông bà phước mặt phước mãi trên mảnh đất hiện tiền cho con xin phép được đến đây cũng như là nhang đèn ở trong ngôi nhà này. Và con rất mong mọi hương linh, những vong linh đang cư ngụ ở trong ngôi nhà này nếu mà con đến đây có quấy gầy cũng như là có làm được chi mà phật lòng với vong linh thì cũng rất mong vong linh soi đường chỉ lối, chỉ ra những cái sai của con và cũng như là dẫn dắt cho con những điều hay lẽ phải để con có thể cúng kiến cách đúng nhất. Nam mô A Di Đà Phật. Lên quay rộng của cả nhà xem cái. Nam mô A Di Đà Phật. Mắm quá. Cái nhà nhìn em miếng tôn đó. Cái nhà có nghe những cái âm thanh phía trong nhà. Hôm trước con đến đây khi cả nhà khi mà con ấy thì có một cái vòng xuất hiện ở đây, gương mặt rất là nhìn như thế nào đó mà con nghĩ đó là một con quỷ. Nhưng mà vì sao mà cái vòng quỷ này muốn bắt những đứa trẻ tầm tuổi đó đi làm gì thì không biết được. Quay rộng ra đây. Cái nào đợi con. Nam mô A Di Đà Phật. Quý hương linh ơi, thì hôm nay tôi đến đây thì cũng đem bánh và đồ cúng theo để cúng cho quý hương linh. Thì quý hương linh nếu mà có
đau buồn, đau khổ và mong muốn cái gì á, thì Quang Linh có thể cho tôi biết. Vậy nếu có thể thì tôi sẽ... để tìm cách giúp cho quý Quang Linh. Gia đình này nhỏ như thế ta. Nhà anh bự, cả nhà để con đốt hương ở đây một cái cả nhà. Tôi không biết là quý Hương Linh vì sao mà lại muốn những bắt đi những linh hồn của những đứa trẻ 13, 14 tuổi. Thì tôi không biết là quý Hương Linh đang muốn điều gì ở những cái hư những đứa trẻ đó. Nhưng tôi đến đây tôi khuyên nhủ với Hương Linh đừng tiếp tục làm những điều đó nữa. Nếu vậy mà cứ tiếp tục như vậy thì Phong Linh sẽ mang tội càng ngày càng nhiều, và điều đó sẽ làm ảnh hưởng cho cái việc giải thoát cũng như là tự nhiên tối sầm lại ta. Nam mô A Di Đà Phật. Cái nhà có nghe cái tiếng âm thanh như ai đó đang đi phía ngoài không cả nhà? Gì trời? Ngoài cửa luôn cả nhà. Đợi con đốt hai cây này, mấy cây nhang này cái đó. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì con không biết là ông Đồ Mạng cũng như là mẹ Quán Thế Âm ở đây có ngự ở trên những cái bàn thờ này, trên mảnh đất này hay không. Nhưng con thấy ngôi nhà này có những vong linh đã đến đây và làm hại chúng sanh, làm hại những đứa trẻ. Và nếu mà thật sự mà ông và mẹ Quán Thế Âm có hiện linh thì hãy giúp tiêu trừ và xua đuổi những vong quỷ đang ở nơi đây và muốn làm hại đến những đứa trẻ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô. Nam mô A Di Đà Phật.
Tự nhiên cái ông im lặng trầm xuống. Cả nhà thấy giống như mà thường những điều hỏi như trời. Cả nhà Phật. Một cái người đàn ông đi chung với người phụ nữ nó hay gì, có một cái dáng con người nữ ló lên hoài cả nhà. Cái chiếc ghép nữ đâu đó trời. Cái dép của một người nữ đâu đây vậy? Dép này nãy giờ con vô con đâu có thấy cả nha. Bây giờ tự nhiên đâu đây xuất hiện đây. Cả nha. Một dép này con nghĩ là dép này là của ai đó và mang rất là còn mới. Chỉ có điều nó dơ thôi. Chấp da luôn. Cái nhà có cái lực, cái lực gì đó nghĩ rất là mạnh. Nhà thấy nè, chấp da tay con luôn, chảy máu luôn. Có một lực gì đó kéo rất là mạnh qua đó. Mà tại sao lại có cái dép nữ ở đây ta? Đâu rồi? Ủa? Kìa. Cả nhà. Con không hiểu tại sao mà có đôi dép nữ đó. Dạ. Để con. Nam mô A Di Đà Phật. Quý Hương Linh ơi, thì những đứa trẻ nó cũng không có mang tội tình gì, mà Quý Hương Linh muốn bắt. Ủa tại sao những Hương Linh mà lang bạc không nên tựa đó, thì sao Hương Linh không? Phía trong Nam Mô Di Đà Phật. Thank you.
đâu đó có cái cây, cái cây đằng cày dưới cả nhà. Cây qua ở đâu đó. Cái dép này của một cái người nào đó. Chẳng lẽ có người nữ nào đến đây sao? Con nghĩ nha. Đúng là cái ngôi nhà này là có một người chủ. Có nên lấy không? Nó mua cái gì đâu. Quý Nguyên Linh thì có gì Nguyên Linh xuất hiện đi, trò chuyện với tôi nè. Có muốn cúng kiến hoặc muốn mong cầu cái điều gì đó, thì tỏ bài ra để tôi biết, tôi giúp đỡ. Cũng như là biết đâu được thì Vong Linh có cần điều gì mà tôi có thể giúp mà Vong Linh không dám tỏ bài. Nghe tiếng bên trong. Còn đem máy vô để xem cái gì bên trong. Thank you.
Đi, đi dưới trong chứ còn. Để có cái gì phía trong. Gì trời? Cái gì? Nghe sắp tan đâu không? Lụm cụp lụm hết. Chiếc dép này từ đâu ra mà lại xuất hiện vòng vòng đi hoài đấy, không biết nữa. Cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Nếu mà ở đây có một hương linh nữ nữa thì cũng cho tôi biết đi. Để tôi mua đồ của người nữ lên đây tôi cúng kiến cho. Chứ để tôi không biết rồi tôi đâu có cúng kiến được cho vong linh đâu. Nếu mà có cái nha. Tức môi rộng ra cái. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hương linh ơi, thì tôi đến đây cũng khá là nhiều lần rồi. Và tôi cũng đã giúp ở đây rất là nhiều phong linh khác. Đã tìm được cái nơi để về, để giải thoát cho họ. Thì tôi có thể đã có duyên với hương linh rồi. Thì thôi thì hương linh nghe những gì tôi tỏ bài. Nếu được thì hãy làm theo những điều tôi mong muốn. Vong linh là những điều tốt cho vong linh. Tôi không có ý gì mà xấu xa, mà muốn làm hại vong linh cả. Nếu được thì hãy để cho tôi cúng kiến, để cho hương linh đến và dùng ha. Đừng cố gắng làm những điều sai trái nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Ah! Ah! Ah!
Cái nhà có cửa. Nè. Cho nhà cả nhà xem cái cửa có gì chăng.
Cả nhà. Trên cánh cửa này giống như có họ đang dựa ở trong đây. Và tại sao mà họ bắt mấy đứa nhỏ lên đây bỏ ngoài cái gốc cây ngoài đó, ý ngoài cái gốc cái cục đá ngoài đó, mà tại sao không phải dắt vô vào trong nhà? Phải chăng ngoài đó có điều gì ngoài? Cái nhà kia mà con thấy hôm trước con đến đây con thấy là thấy được cái hình hài của một cái người đàn ông mà da vẻ trắng bệch hiện rất bên đây, nhưng hôm nay con lại thấy khác, và thêm nữa giống như có một cái dáng dấp một người nữ nữa cả nhà. Phải chăng ở đây còn nhiều vong linh khác, hoặc là có những vong linh khác mới đến đây cư ngụ nữa? Sao cái chiếc dép mà lại nằm như đó nữa kìa cả nhà? Đâu ra vậy? Kì vậy? Con nhớ không lầm con đem xuống rồi mà ta. Và chăng ở nơi đây có một vong linh thứ hai nữa, là một người nữ và đang mong muốn được những món đồ như vậy và mang về nơi đây. Nếu thật sự như vậy thì hãy cho tôi thấy đi, và tôi sẽ hứa, nếu mà cho tôi thấy, tôi hứa lần sau tôi đến tôi sẽ mang quần áo giày dép đến đây đốt cúng cho vong linh. Mà hãy cho tôi thấy đi, cho tôi biết đi là quý hương linh đang có mặt ở nơi này. Chỉ như vậy tôi mới có thể đem đến cúng cho vong linh. Tại tôi biết chắc chắn ở đây là có một vong linh nữ vậy. Còn đồ của người đàn ông thì tôi đây cũng có rồi. Cái nhà nghe những cái âm thanh trong cái cây nào phát ra.
Y như là có cái gì ở trong đó. Để con thôi thử cái cây này có không. Cái này không có cả nhà. Tới bây giờ con đem đồ qua đây con cúng cái này. Để con cúng ngay chỗ này cả nhà. Đợi con xíu. Để con sửa lại cái.